Hệ thống chimmer của máy lọc không khí Daikin MCK55 đời đã đầu từ 22 đổ lên thì có gì đặc biệt mọi người nhá. Ok, chào mọi người này, buổi chiều hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu, bởi vì có rất nhiều bác có thắc mắc về cái hệ thống chimmer của cái dòng Daikin MCK55 mọi người nhá. Đấy, dòng Daikin, đây hệ thống chimmer nó sẽ ở bên này mọi người này. Đấy, MCK55 đời 2022 mọi người nhá, các đời trước thì nó sẽ không có cải tiến như dòng này. Đấy, thì các bác có thể theo dõi tiếp tục video nhá. Đấy, em vừa tháo hệ thống chimmer vào đây. Ok. Thì hệ thống chimmer nó đây mọi người này. Hệ thống chimmer của dòng Daikin MCK55 nhá. Bắt đầu từ cái đời Y nhá mọi người nhá. Nghĩa là đời từ 21 đổ đi nhá. Còn đời trước thì nó sẽ không được như thế này. Nó sẽ thì đơn giản hơn. Thì các bác có thể thấy đây là một hệ thống chimmer như này mọi người này. Đây mọi người này, hệ thống râu này. Đấy, đây ạ, các bác có thể nhìn rất là rõ đấy ạ. Để em lấy cái bút em chỉ cho mọi người. Đây mọi người nhìn thấy các cái rõ không ạ? Đây là cái. Đây, các cái râu đây mọi người này. Râu này sẽ là hai bên này mọi người này. Đấy. Bên này nữa. Cái râu này nó sẽ được nối từ bên này sang bên này mọi người nhé. Và hệ thống chimmer này thì là cái này này nó sẽ bền hơn các cái dòng đời trước tương đối nhiều mọi người nhé. Dòng này thì nó sẽ được các cái sợi này sẽ là các cái thanh phát ion này, cái phát chimmer điện tích này, nó là hệ thống titan rồi. Thế nên là các cái dòng này ấy, thì nó sẽ thiết kế như này ấy, thì nó rất là bền. Nó không, ngày xưa các bác biết là ngày xưa em có bán rất nhiều các cái dòng đời thấp ấy, thì cái này nó hay rụng mọi người ạ. Dùng lâu nó sẽ rụng mọi người nhé. Dùng lâu sẽ dùng những cái dòng này thì nó chắc chắn và nó cứng hơn rất nhiều. Các cái dòng kia ấy, các bác chỉ cần lấy tay bác đẩy cái giống chimmer, đẩy cái là các bác nó sẽ thấy là nó bắt đầu nó sẽ yếu và nó sẽ mềm, nó rụng xuống. Nhưng mà cái dòng này thì các bác hiểu này, em sợ rất là cứng này. Đấy, mọi người nhìn sợ này. Cái điện cái thanh này rất là cứng nhá. Cái thanh chimmer, các cái râu chimmer này. Đấy, các cái râu chimmer rất là cứng mọi người này. Thì đấy là một cái ưu điểm nhá, và nó sẽ đáng đồng tiền bát gạo hơn rất nhiều mọi người nhá. Cái hệ thống chimmer của các cái dòng đời mới bây giờ ấy, các cái dòng Daikin cột như kia mọi kia mọi người thì nó sẽ bền và gần như là vĩnh viễn, vì nó là hệ thống titan. Đấy, nó là gần như vĩnh viễn mọi người nhá, gần như vĩnh viễn. Thế nên là cái chất mà phát điện này, cái công cụ phát điện này ấy, nó rất là bền, các bác dùng nó sẽ lâu dài hơn rất nhiều so với các dòng đời trước. Thì đấy là một trong những cải tiến rất là lớn mọi người nhá. Hệ thống phát điện sẽ gấp đôi này, đây nhá mọi người nhá. Ngày xưa nó chỉ một bên thôi, bây giờ nó sẽ là hai bên mọi người này. Đấy, hai dọc này. Đấy, hai dòng thông nhau mọi người nhé. Đây hai dòng đây này. Và bây giờ thì cái hệ thống mới này nó sẽ là dòng này nó bền hơn rất nhiều, và hệ thống ion này gần như hệ thống chimmer này gần như là bền tuyệt đối mọi người nhé. Đấy, thì đấy là một cái để giải thích cho các bác về những cái một số bác có thắc mắc về cái cải tiến của cái dòng chimmer mà đời cột mọi người nhé. Thì đấy là cái ưu điểm rất 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 lớn mà anh em mua đời cột sẽ có lợi thế, nghĩa là mua các cái dòng máy Daikin mà MCK55 cột là nó có cái lợi thế hệ như thế so với các dòng đời trước các bác nhé. Rồi, cảm ơn mọi người và hy vọng là video này cũng sẽ đem lại một chút cái giá trị cho mọi người.